Võ thần chúa tể thuyết minh tập 844-845, một khi nhường ma tạp lạp phản ứng lại, vậy bọn hắn liền nguy hiểm, lúc trước là bởi vì ma tạp lạp linh hồn lực quá mạnh, hắn căn bản là không có cách nô dịch, nhưng bây giờ nhìn thấy ma tạp lạp lâm vào trong hỗn loạn, lập tức liền tóm lấy cơ hội, ngươi nhất định nghĩ lên, nghĩ lên, tần trần không tách ra miệng, hắn song đồng có đạo đạo mờ mịt ánh sáng lóe lên. Mang theo dẫn dụ thanh âm dần dần rót vào ma tạp lạp não hải, Tràn ngập vào linh hồn của nó, ma tạp lạp ánh mắt lộ ra một tia mê mang, khô lâu đà chủ hoảng sợ mắt nhìn tần trần. Chủ nhân lại là thật sự muốn nô dịch ma tạp lạp, đây quả thực là tìm nhảy múa trên lưỡi đao. Phải biết ma tạp lạp linh hồn chi lực, so với mình đều phải đáng sợ bên trên rất nhiều, mặc dù không biết chủ nhân linh hồn lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhưng so với chủ nhân, ma tạp lạp linh hồn lực tuyệt đối phải càng mạnh hơn, cho dù là tại trọng thương dưới tình huống cũng không phải một cái nhân loại nho nhỏ võ hoàng có thể nô dịch, có thế tần trần lại làm như vậy, loại tình huống này thật có thể nô dịch sao, vĩnh dạ, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tần trần quát khẽ âm thanh, khô lâu đà chủ trong nháy mắt phản ứng lại. Ông, nó cùng tần trần thời gian dài như vậy, đã sớm phối hợp rất quen thuộc nhẫm, mặc dù nội tâm thấp thỏm, nhưng vẫn là cắn răng, trước tiên thả ra linh hồn của mình chi lực, vanh, một cổ đáng sợ linh hồn phong bạo trong nháy mắt bao phủ mà ra cùng ma tạp lạp linh hồn chi lực xung kích cùng một chỗ phanh khô lâu đà chủ thân thể chấn động mãnh liệt sắc mặt trắng bệch ma tạp lạp mặc dù vừa mới thức tỉnh cùng linh hồn chi lực vẫn là mạnh hơn hắn nhiều lắm hai cổ linh hồn chi lực trong hư không hỗn loạn va chạm khô lâu đà chủ não hải trong nháy mắt từng trận mê muội hừ diệt hồn đại pháp khô lâu đà chủ gầm thét nó dù sao cũng là dị tộc ma quân sao lại một điểm thủ đoạn cũng không có thoáng chốc linh hồn của hắn lực hóa thành một đạo mũi nhọn đồng dạng phút chốc đâm vào ma tạp lạp trong đầu các ngươi đang làm cái gì đang lâm vào trong thống khổ linh hồn hỗn loạn ma tạp lạp gặp như thế công kích thần sắc đột nhiên thanh tĩnh một phần bỗng dưng tỉnh ngộ lại lập tức kinh sợ hét lớn khô lâu đà chủ rõ ràng tại tiến công linh hồn của nó ma tạp lạp linh hồn ngươi hỗn loạn hiển nhiên là bị người phong ấn linh hồn ký ức chúng ta là đang giúp ngươi, còn không mau mau rộng mở linh hồn, để cho chúng ta phá vỡ cái này phong ấn. Khô lâu đà chủ mặt không đổi sắc lạnh giọng nói, phá vỡ phong ấn. Ma tạp lạp sững sờ, tại nó ngay người ở giữa, khô lâu đà chủ bỗng dưng phun ra một nguồn máu tươi, cái kia linh hồn lực mũi nhọn phát ra ngang vô hình ba động, uy lực tăng vọt, trong nháy mắt vỡ ra ma tạp lạp linh hồn phòng ngự. Ngay vào lúc này, tầng trần hai con ngươi phút chốc sáng lên, mi tâm chỗ, một cái hư vô hai con ngươi, đột nhiên mở ra, phá cấm chi nhãn, linh hồn tịch diệt, hô, tần trần toàn lực thôi động linh hồn của mình sức mạnh, phút chốc xông vào ma tạp lạp não hải, đồng thời hai tay của hắn cấp tốc nắng đủ loại thủ quyết, vạn thần quyết, cấm diễn chi thuật điên cùng thi triển. Tại ma tạp lạp trong đầu tạo thành một cái cấm chế phù văn, nhanh chóng xoay tròn lấy trấn áp xuống dưới, ngươi. Ngươi là muốn nô dịch bản ma. Lớn mật ma tạp lạp kinh sợ, cho dù là đối với khô lâu đà chủ cùng tần trần lại kính sợ, lại cung kính, nhưng tuyệt không đại biểu nó liền cam nguyện bị hai người nô dịch, linh hồn chi hải trong nháy mắt bạo loạn đứng lên. Tần trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đen nhánh linh hồn chi hải, bạo ngược, tàn bạo mang theo vô tận sát lục chi ý, không ngừng đánh thẳng vào hắn thật vất vả mới ngưng luyện mà thành diệt hồn ấn hình thức ban đầu, vĩnh dạ. Tần trần gầm thét, mẹ nó, bản tọa cũng quá xui xẻo. Khô lâu đà chủ vốn là kiệt lực ngăn cản ma tạp lạp linh hồn phản vệ đã quá mệt mỏi. Nghe được tần trần mệnh lệnh, sắc mặt càng tái nhợt, nó thi triển bí thuật, trên thân quanh quẩn lên từng đạo vô hình linh hồn hư ảnh. Đây là dị ma tộc cấm thuật, quanh, một tôn diện một anh tuấn dị ma tộc hư ảnh hiện lên ở hư không, diễn hóa thành hư ảnh, xông vào ma tạp lạp não hải mà ma tạp lạp trong đầu cũng hiện lên một cái cầm trong tay trai đần như nó bản thể vậy linh hồn hư ảnh. Tay này cầm trai đần linh hồn hư ảnh so với khô lâu đà chủ linh hồn hư ảnh cao lớn mấy lần trở lên, trống giận không ngừng vung vẫy ra tay bên trong trai đần, mà cái kia anh tuấn dị ma tộc thì tại điên cùng ngăn cản, đây là khô lâu đà chủ bản thể bộ dáng. Tần trần mắt liếc khô lâu đà chủ thi triển ra linh hồn hư ảnh, không thể không nói, khô lâu đà chủ bản thể khuôn mặt lại 10 phần anh tuấn nếu là phóng tới diện mục giữ tận dị ma tộc bên trong, tuyệt đối là tiểu bạch kiểm vậy tồn tại, chủ nhân, nhanh lên A, thuộc hạ sắp không kiên trì được nữa. Khô lâu đà chủ bị ma tạp lạp linh hồn hư ảnh oanh liên tiếp lui về phía sau, hoa oa kêu to, diệt hồn ấn, ngưng. Tần trần trắng răng, số lớn linh hồn lực tràn ngập ra đi, trong nháy mắt cảm thấy đầu giống như là hút hết đồng dạng. Nhưng như cũ không cách nào tại ma tạp lạp trong đầu lưu lại hoàn chỉnh diệt hồn ấn, không được, cái này ma tạp lạp linh hồn chi lực quá mạnh mẽ, còn chưa đủ, trước hết giải trừ một chút linh hồn khống chế. Ý niệm rơi xuống, tần trần trong nháy mắt giải trừ đối với hắc nô linh hồn khống chế, ban đầu ở năm nước đất thời điểm, hắc nô truy sát tần trần, tần trần tại hắn trong đầu bố trí diệt hồn ấn. Thu làm nô, mặc dù về sau hắc nô chân chính thần phục tần trần, nhưng bởi vì diệt hồn ấn đối với võ giả có tu luyện ít lợi cực lớn, Tần Trần vẫn không có giải trừ hắc nô -no trong đầu diệt hồn ấn, mà bây giờ, linh hồn hắn lực cực độ khiếm khuyết, lập tức liền giải khai đối với hắc nô -no linh hồn khống chế, ông, trong cõi u minh, Tần Trần cảm giác mình cùng hắc nô -no liên hệ trong nháy mắt bị cắt đứt. Lập tức một cổ tinh thuần linh hồn lực, trả lại cho Tần Trần, lệnh Tần Trần não hải buông lỏng, hắn tóm lấy cơ hội, lại lần nữa ngưng luyện diệt hồn ấn, cuối cùng đem diệt hồn ấn đóng dấu ở ma tạp lạp trong đầu, làm diệt hồn ấn hình thành trong nháy mắt, một cổ kinh khủng lực lượng linh hồn phản vệ trở về, Tần Trần phun ra một nguồn máu tươi, sắc mặt phút chốc trở nên trắng bệch. Mà trong thông đạo linh hồn phong bạo cũng phút chốc ngừng, nguyên bản đang cùng khô lâu đà chủ giao thủ ma tạp lạp trong nháy mắt dừng lại động thủ, hai con ngươi trở nên thành kính đứng lên, tại Tần Trần trước mặt một chân quỳ xuống, cung kính nói, chủ nhân, chủ nhân thành công. Khô lâu đà chủ khiếp sợ nhìn xem Tần Trần, linh hồn hư ảnh quay về đến trong đầu, gương mặt khó có thể tin. Lấy người trong tộc kỳ đỉnh phong võ hoàng chi lực, vậy mà nô dịch ma tạp lạp bực này viễn cổ dị ma tộc cường giả, nhưng khô lâu đà chủ vạn phần chấn kinh, như thế nào cũng bảo trì không được bình tĩnh, tần trần nhưng là thở dài một hơi, hắn lung lay thân thể, một đầu ngã quỵ xuống, lại nằm vào một cái mềm nhũng chỗ, là trần tư tưởng nhớ trước tiên tiếp nhận hắn. Tần trần, ngươi không sao chứ? tam nữ đều khẩn trương nhìn xem Tần Trần, ta không sao. Tần Trần hư nhược nói, chẳng qua là linh hồn lực tiêu hao quá lớn, trong lúc nhất thời có chút hư thoát, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp bắt đầu lùng tìm ma tạp lạp linh hồn, bây giờ ma tạp lạp linh hồn bị hắn khống chế, hắn lùng tìm đối phương ký ức, tựa như vào chỗ không người đồng dạng. Ân. Cái này ma tạp lạp ký ức tự hồ bị đồ vật gì quấy nhiễu. Có thế tần trần nhìn trộn đến, nhưng là vô tận bạo ngược, trừ cái đó ra, vậy mà không có vật khác, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng oanh minh, có người ở đánh nhau. Tần trần trong nháy mắt đứng lên, vọt thẳng hướng tiếng nổ kia chỗ, tìm lâu như vậy, sưu sưu sưu, tần trần đám người, nhanh chóng phóng tới cái kia nổ tung truyền tới chỗ, tốc độ của bọn hắn có bao nhanh. Mỗi cái có thể so với hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng, trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quan biến mất ở trong thông đạo, đúng ma tạp lạp, vĩnh dạ, hai người các ngươi trước tiên ẩn tàng đến trấn ma trong đỉnh, nếu như không có ta phân phó, đừng đi ra. Bay vút quá trình bên trong, tần trần cấp tốc lấy ra trấn ma đỉnh, đem ma tạp lạp cùng khô lâu đà chủ thu liễu khởi tới, hai người bọn họ chính là dị ma tộc người, một khi bị người khác phát hiện. Vậy thì phiền toái, ở nơi này cổ lo lắng dưới bên trong phát sinh sự tình, hy vọng hai vị chớ nói ra ngoài. Sau đó Tần Trần quay đầu, hướng về phía cơ như trăng cùng trần tư tưởng nhớ nói. Đến nỗi u thiên tuyết, hắn tự nhiên phải không lo lắng, hừ, dựa vào cái gì, ngươi để cho ta không nói, ta không nói. Cơ như trăng giống như cười mà không phải cười nhìn xem tần trần, muốn phong bế miệng của ta, cũng không phải dễ dàng như vậy a. À. Ta cũng là, thay ngươi bảo thủ lớn như vậy một cái bí mật, ngươi cho ta chỗ tốt gì. Trần tư tưởng nhớ cũng cười nói, mị thái lược sinh. Tần Trần im lặng, cảm thấy nhức đầu không thôi, đạo, các ngươi muốn cái gì? Lấy thân báo đáp như thế nào? Cơ như trăng cười nói, phốc, Tần Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, có thể hay không đừng cùng như vậy phóng, cơ như trăng nhìn thấy Tần Trần biểu lộ, không khỏi cả giận nói, như thế nào, rất khó khăn sao? Không làm khó dễ, bất quá ngươi đường đường cừu gia đại tiểu thư. Có phải hay không quá ủy khuất ngươi? Tần Trần mắt sáng lên, cười liễu khởi tới không làm khó dễ cơ như trăng hừ lạnh nói như thế nào ngươi không đáp ứng vậy được rồi tần trần ra vẻ khổ sở nói vậy ta cố mà làm đáp ứng a à, ai coi như ta ăn chút thiệt thòi tần trần nói xong tay nhô ra trực tiếp ôm hướng cơ như trăng eo dọa đến cơ như trăng vội vàng đẩy ra một khoảng cách cả giận nói ngươi nghĩ làm cái gì a à không phải ngươi nghĩ ta lấy thân báo đáp sao? Tần Trần cười liễu khởi tới, tất nhiên lấy thân báo đáp, ngươi chính là nữ nhân ta, ta ôm nữ nhân ta không quá phận a. Ngươi, cơ như trăng tức hỗn hển, tức giận đến sắp học máu, nàng cũng chỉ là nói một chút, thật làm cho nàng ôm ấp yêu thương, làm sao có thể, mặc dù nàng đối với Tần Trần là có một chút như vậy hảo cảm. Có thể nghĩ đến Tần Trần là bạn tốt ưu thiên tuyết nam nhân, Nội tâm luôn cảm thấy hết sức khó chịu, phốt, thấy cảnh này, U Thiên Tuyết che miệng cười liễu khởi tới, cơ như Trăng thật đúng là tự tìm phiền phức, nghĩ dạng này đùa giỡn Trần Thiểu, e rằng như không được ý đi, Tần Trần cũng ở đó cười quái dị, giống như cười mà không phải cười nhìn xem cơ như Trăng. Hừ, khi trước điều kiện không đếm, chờ ta nghĩ đến cái khác, sẽ nói cho ngươi biết, yêu cầu này trước tiên giữ lại. Cơ như Trăng nghiến răng nghiến lợi, hung hãn nói, vậy còn ngươi? trần trần cười hít mắt nhìn về phía trần tư tưởng nhớ ngươi sẽ không cũng nghĩ ôm ấp yêu thương muốn ta lấy thân báo đáp a à. tại sao lại không chứ trần tư tưởng nhớ kiều diễm nở nụ cười thân hình mềm nhũng chủ động đầu nhập tần trần ôm ấp cơ thể mềm mại liền cùng yêu xà đồng dạng nhìn thấy trần tư tưởng nhớ trào ra như vậy tần trần ngược lại không chịu nổi theo bản năng né một cái ha 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 trần tư tưởng nhớ cười liễu khởi tới nhánh hoa run rẩy mị lực vô hạn để cho người ta không đành lòng chuyển mắt nàng cười nói tốt không đùa ngươi chờ ta nghĩ đến yêu cầu sẽ nói cho ngươi biết ngươi cũng đừng quên a à, trong lúc nói cười chỉ một lát sau công phu tầng trần một đám người đã tới nổ tung chỗ hơn nữa thấy được phía trước tràn cảnh trong mắt trong nháy mắt toát ra vẻ kinh hãi chỉ thấy tràn ngập tại mọi người trước mắt càng là một mảnh rậm rạp chằng chịt huyết sắc thú triều Tất cả đều là từng đầu sau cổ lo lắng giới huyết sắc dị thú hình thể đại liễu khởi mã gấp đôi dị thú. Chen chút một chỗ, toàn thân bột phát ra đáng sợ khí huyết công kích rầm rầm rầm, mà ở dị thú trung ương, còn không ngừng truyền đến từng trận nổ kịch liệt thanh âm, hẳn là một cái đại điện, từng đạo chân nguyên tại dị thú bên trong anh ra, rõ ràng là có người bị vây ở bọn này dị thú bên trong, nhiều như vậy nguyên thú tinh khí, tầng trần bốn người cùng nhau hít sâu một hơi lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn vốn cho rằng đây là có người ở chiến đấu không nghĩ tới lại là như thế một đám huyết sắc dị thú phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ lối đi bên trong tất cả đều là như thế một đám huyết sắc dị thú Lít líp nha líp nhíp chừng hàng trăm hàng ngàn đầu phải biết đáng sợ như vậy dị thú mỗi một đầu đều có tiếp cận hậu kỳ võ hoàng thực lực một khi bị vây quanh cho dù là hậu kỳ tục cùng võ hoàng cũng khó thoát khỏi cái chết trần thiểu chúng ta bây giờ làm sao bây giờ U Thiên Tuyết nhìn phía trước dị thú, cho mày nói, nhiều như vậy dị thú, liền xem như các nàng bốn người sát tiến đi, chỉ sợ cũng rất khó lại giết đi ra, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, nói thật, hắn cũng không sợ những thứ này dị thú, những thứ này dị thú mặc dù mạnh. Thực lực có thể so với hậu kỳ võ hoàng, nhưng lại rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn, bây giờ hắn bất diệt thánh thể đạt đến để thất trọng, đủ để tiến vào rất nhiều địa phương nguy hiểm, nhưng U Thiên Tuyết các nàng liền không có dễ dàng như vậy, một khi bị huyết sắc dị thú vây lại, tất nhiên sẽ gặp được nguy hiểm, vừa vặn rất tốt không dễ dàng gặp phải người. Nếu là không đi vào một phen, liền trực tiếp rút đi, Tần Trần trong lòng tự nhiên không cam lòng, trước mắt hắn còn không biết bị huyết sắc dị thú vây quanh đến tột cùng là ai, nhưng tất nhiên có thể bị những thứ này huyết sắc dị thú vây quanh, tại hắn trong ấn tượng, hẳn là sẽ không là dị ma tộc những người kia nhiều như vậy nguyên thú tinh khí, chủ nhân, đại bổ A. Lúc này, ở vào trấn ma trong đỉnh khô lâu đà chủ cũng cảm giác được phía ngoài tràn cảnh, lập tức ngạc nhiên kêu to lên tiếng, mà ma tạp lạp cũng có vẻ hơi sao động cùng kích động. Đối với thiên vũ đại lục võ giả mà nói những thứ này huyết sắc dị thú mười phần khó chơi, nhưng đối với khô lâu đà chủ cùng ma tạp lạp mà nói, những thứ này huyết sắc dị thú tuyệt đối là vật đại bổ. Trong đó nguyên thú tinh khí một khi bị bọn hắn hấp thu, thậm chí có thể đem tu vi tăng lên tới một cái càng đáng sợ hơn tình cảnh quanh. Mà lúc này, huyết sắc kia dị thú vây quanh trong đại điện càng là truyền đến từng trận kịch liệt tiếng oanh minh, hiển nhiên là người ở bên trong đang điên cuồng chống cự, hơn nữa, từng đạo huyết mạch chi lực phóng lên trời, hết sức đáng sợ cùng kinh người. Thật là đáng sợ huyết mạch khí huyết chi lực. Tần trần ánh mắt ngưng lại, cổ này huyết mạch chi lực thật là đáng sợ, khó trách đối phương có thể ngăn cản đến bây giờ, có thể thấy được đám người này thực lực tuyệt đối 10 phần đáng sợ, mình bây giờ, loạn trong giặc ngoài, đặc biệt là phiêu miễu cung vậy mà cùng dị ma tộc cũng cấu kết lại với nhau, Tần Trần biết mình nhất thiết phải liên hợp những thế lực khác. Bằng không chỉ dựa vào chính mình liền nghĩ đẩy ngã phiêu miễu cung gần như không có khả năng, mà trước mắt chính là một cái thật tốt cơ hội, nghĩ tới đây, Tần Trần lập tức hướng về phía U Thiên Tuyết ba người đạo, ba người các ngươi lưu tại nơi này, ta đi một chút liền đến. Cái gì? Trần Thiểu ngươi muốn một người đi vào. Không được, tuyệt đối không được. Cái này quá nguy hiểm. U Thiên Tuyết ba người trăm miệng một lời nói, cơ như trăng cùng Trần Tư tưởng nhớ một mặt khẩn trương và lo lắng, đột nhiên mắt nhìn lẫn nhau, lập tức thu liễm lại lo lắng, lộ ra vẻ lúng túng, chỉ là ánh mắt các Cẩn ngươi như còn không tin được ta sao. Những thứ này huyết sắc dị thú tuy mạnh, nhưng đối với ta mà nói, lại cũng không tính là gì, bây giờ bên trong có ta thiên vũ đại lục võ giả nếu như ta không có gặp phải còn tốt gặp tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ tần trần trầm giọng nói vậy chúng ta cùng đi với ngươi ba người một lần nữa trăm miệng một lời nói không được các ngươi lưu tại nơi này các ngươi đừng quên ta còn có ma tạp lạp cùng vĩnh dạ bồi tiếp coi như gặp phải nguy hiểm còn có bọn chúng ra tay nhưng nếu là các ngươi cũng đi vào đến lúc đó ngược lại càng thêm phân tâm U Thiên Tuyết biết Tần trần một khi chuyện quyết định, nàng căn bản khuyên can không được, cho nên chỉ có thể gật đầu, đồng thời khuyên bảo Tần trần cẩn thận. Giờ khắc này ở trong đại điện vị trí, một cái đại trận màu đỏ ngòm cao vút tại nơi, trong đại trận, có một đám người tụ tập cùng một chỗ, cả đám đều mặc như màu đất, tràn đầy tuyệt vọng, một nhóm người này chính là vũ vực huyết mạch thánh địa cường giả cấp cao nhất, hơn nữa còn có huyết mạch thánh địa một ít đệ tử thậm chí còn có huyết mạch thánh địa lần này một cái thánh nữ. Gia Di Nghi, huyết mạch thánh địa xem như vũ vực cao cấp nhất một trong những thế lực, hắn dẫn đội thủ lĩnh nhân vật, tên là Nguyệt Siêu Lôn, chính là huyết mạch thánh địa bên trong một cái đỉnh cấp võ hoàng, giờ phút này một đám người, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì tại huyết mạch thánh địa huyết mạch đại trận bên ngoài, bây giờ đã chen đầy rậm rạp chằng chịt huyết sắc dị thú, không ai có thể đếm rõ ở đây rốt cuộc có bao nhiêu màu máu dị thú, đại trận bên trong, Nguyệt Siêu Lôn bản thân bị trọng thương, khóe miệng mang huyết, tức giận nhìn cách đó không xa chỗ, ở nơi nào, vẫn còn có một cái màu đen trận pháp, bên trong ngồi xếp bằng một cái ánh mắt âm trầm người áo đen, khóe miệng vẽ ngoài nụ cười dẻo cợt, ngươi rốt cuộc là ai? Nguyệt Siêu Lôn phẫn nộ nói, hắn sợ dĩ sẽ đến đến nơi đây, cũng là bởi vì tin vào một cái huyết mạch thánh địa võ hoàng lời nơi đây có đại lượng trọng bảo, cho nên một đường mà đến, có thể khiến hắn không nghĩ tới, hắn mang theo rất nhiều huyết mạch thánh địa võ hoàng sau khi đi tới nơi này, thế mà trong nháy mắt lâm vào một cái bẫy bên trong, hơn nữa nguyên bản dẫn hắn mà đến tên kia huyết mạch thánh địa võ hoàng. Lại hướng về phía hắn âm thầm đánh lén, trong nháy mắt liền đem hắn trọng thương, đồng thời nơi đây âm thầm xuất hiện một cái người áo đen, lại muốn đoạt xá linh hồn của hắn. Nếu như không phải trên người hắn có một cái linh hồn dị bảo, người áo đen kia thiếu chút nữa thì đoạt xác hắn, mà hắn cũng liều chết phản kích, đem chính mình dưới trướng tên kia võ hoàng chém giết. Nhưng lại lâm vào này một đám huyết sắc dị thú trong vòng vây, hơn nữa mình cũng bản thân bị trọng thương, sắc mặt hắn tái nhật nhìn phía sau rất nhiều võ hoàng cùng đệ tử, trong lòng đã bắt đầu đang hối hận, kiệt kiệt kiệt, ta là ai, ngươi liền quản không được, nguyệt siêu lôn a à, nguyệt siêu lôn, thật không nghĩ tới. Trên người ngươi lại còn có này dị bảo, hơn nữa tu vi vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Đều tiếp cận nửa bước võ đế, xem ra lúc trước lấy được không thiếu quy tắc trái cây a, đáng tiếc a, người cổ thân thể này cuối cùng lại là ta. Người áo đen âm lãnh nở nụ cười, nhưng trong lòng tức giận không thôi, bởi vì huyết mạch thánh địa tầm quan trọng, bọn hắn đã đi trước phái người đoạt xác một cái huyết mạch thánh địa võ hoàng, tính toán dẫn huyết mạch thánh địa nguyệt siêu lôn vào cuộc lại không nghĩ rằng Nguyệt Siêu Lôn ở đây vậy mà lấy được không thiếu kỳ ngộ, một thân tu vi cơ hồ tiếp cận nửa bước võ đế, thể nội không gian đạo tắc chi lực cũng ngưng luyện đạt đến 100 đầu, bất quá những thứ này cũng không tính cái gì, hắn tự xưng là chính mình đột nhiên ra tay phía dưới, lại có đồng bạn ở một bên đột nhiên ra tay, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đoạt xá Nguyệt Siêu Lôn. Hơn nữa thu được Nguyệt Siêu Lôn một thân tu vi, nhưng bọn hắn vạn vạn không có tính tới, Tháng này siêu lôn trên thân lại có một kiện linh hồn dị bảo, chẳng hắn vòng thứ nhất đoạt xá, mà Nguyệt siêu lôn dưới tức giận, liều mạng trọng thương chém giết đồng bạn của hắn, ngược lại là làm hắn lâm vào khó xử chi địa, vì thế chính là, hắn kịp thời ra tay phá vỡ nơi này một cái phong ấn. Thả ra số lớn nguyên thú tinh khí, dẫn đến huyết mạch thánh địa nhân tất cả đều bị vô số nguyên thú tinh khí bao vây đứng lên, bằng không nếu để cho Nguyệt siêu lôn đám người kia đào tẩu hắn đều không biết như thế nào hướng đại nhân giải thích, mà cái kia nguyệt siêu lôn cũng là ngu xuẩn, tại nguyên thú tinh khí giết ra tới trước tiên, lấy tu vi của hắn hoàn toàn có thể lẻ loi một mình chạy khỏi nơi này. Nhưng hắn lại vẫn cứ muốn cứu huyết mạch thánh địa còn dư lại rất nhiều võ hoàng cùng đệ tử, bây giờ bị nguyên thú tinh khí vây quanh, mình cũng khó thoát khỏi cái chết, bây giờ nguyệt siêu lôn mặc dù lần thứ nhất đoạt xá không thành công. Nhưng chỉ cần bọn này nguyên thú tinh khí phá vỡ huyết mạch thánh địa phòng ngự, trọng thương nguyệt siêu lôn hắn liền có cơ hội lại đi đoạt xá mặc dù phiền toái một chút nhưng tóm lại có thế hoàn thành đại nhân nhân vật nghĩ tới đây người áo đen không khỏi liếm liếm đầu lưỡi lộ ra nụ cười dữ tợn nguyệt siêu lôn sắc mặt tái xanh nhìn xem trước mặt người áo đen nhưng hắn cũng biết mình bây giờ cần suy tính không phải là tin tường hắc y nhân kia thân phận mà là bảo vệ dưới huyết mạch thánh địa rất nhiều đệ tử có thế đối mặt nhiều như vậy nguyên thú tinh khí Huyết mạch đại trận dạng này trận pháp mặc dù mạnh, nhưng nếu là không có tất cả mọi người tề lực giữ gìn, tại nhiều như vậy huyết sắc dị thú công kích đến, e rằng như cũ không kiên trì được thời gian bao lâu, Nguyệt siêu lôn đại nhân, ngươi kêu ta. Gia Di Nghi đi tới, nàng là một cái mười phần xinh đẹp nữ tử, cho dù là tại bây giờ loại thời điểm này, cũng vẫn như cũ mười phần trấn định. Gia Di Nghi, ta đoán chừng huyết mạch đại trận không kiên trì được bao lâu, lát nữa nếu như đại trận phá vỡ, Ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi đào tẩu, ngươi nhớ kỹ, đến lúc đó ngươi một mực xông về phía trước, rời đi cái này di tích cung điện, tuyệt đối không nên quay đầu, nơi đây quá quỷ dị, ta hoài nghi là một cái âm mưu, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, nếu là ngươi chạy đi sau đó. Tuyệt đối không nên tin tưởng bất luận kẻ nào, thậm chí ngay cả ta đều không nên tin. Nguyệt Siêu Long ngưng trọng nói, trong lòng của hắn duy nhất để ý là Gia Di Nghi những người khác mặc dù hắn cũng vạn phần đau lòng, nhưng hắn không có cách nào nhường mấy người ra ngoài, thậm chí Gia Di nghi có thể trốn ra ngoài hay không, hắn cũng không có chắc chắn, không, Nguyệt Siêu Lôn Đại Nhân. Ta sẽ không đi. Gia Di Nhi lắc đầu, để cho ta một người sống một mình, ta làm không được, ta muốn cùng đại gia cùng một chỗ. Ngươi. Nguyệt Siêu Lôn tức đến sắc mặt trắng bệch, này cũng lúc nào, Gia Di Nhi lại còn để ý khí nắm quyền, nguyệt siêu lôn đại nhân ngươi không cần nói ta gia di nghi mặc dù là huyết mạch thánh địa thánh nữ nhưng là không phải người thừa kế duy nhất tại huyết mạch thánh địa bên trong còn rất nhiều càng thích hợp kế thừa huyết mạch thánh địa nhân ta coi như chạy đi lại có thể thế nào đâu gia di nghi rất bình thản nói trên đời này chân chính tốt với ta không có mấy người nguyệt siêu lôn đại nhân ngươi là một cái ta há có thể để cho ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu chính mình lại sống chui nhủi ở thế gian. Ngươi! Nguyệt siêu lôn tức giận đến nói không ra lời, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành sâu kín thở dài, đạo, ai, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nhưng hắn lại không lại nói cái gì, bởi vì hắn biết, Gia Di Nghi mười phần cuộc cường, tất nhiên quyết định chủ ý, là căn bản sẽ không cải biến chủ ý, vậy thì liều mạng. Nguyệt siêu lôn cắn răng một cái, một khi trận pháp phá vỡ. Hắn cận kề cái chết, cũng muốn chém giết người áo đen kia, đến nỗi khác, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, lại qua phút chốc, mắt thấy đại trận liền muốn phá vỡ, đột nhiên mở miệng chỗ truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, không đúng, giống như có người tới tương trợ, lúc này mặt hướng ra miệng vài tên huyết mạch thánh địa võ Video à? đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký